Vâng, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây chính là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, một thương hiệu đã quá nổi tiếng và gia bảo Luxury đã quá quen thuộc với thương hiệu này. Trong năm nay chúng tôi đã giới thiệu không dưới 30 chiếc Patek Philippe, cả review và video. Tuy nhiên thì đây là một trong số những chiếc đồng hồ rất đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đã theo đuổi chiếc đồng hồ này cả năm rồi và đây là chiếc đồng hồ đầu tiên chúng tôi đưa được về gia bảo Luxury. Trước đây thì chúng tôi đã có những cái phiên bản Patek lịch thường niên như model này, 5396, vàng hồng mặt trắng, vàng hồng mặt xanh, rất nhiều rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi mới có phiên bản này, vàng hồng mặt xanh với cọc hiển thị giờ là kim cương baguette. Có thể nói là Patek Complication 5396 là một trong những thiết kế hot nhất trong lịch thường niên của Patek Philippe. Với năm 1946 này và năm 2005 thì đây có thể gọi là kiềng ba chân của đế chế lịch thường niên của Patek. Dáng vỏ đồng hồ thì như các bạn đang thấy là không có quá cổ điển như những cái mẫu lịch vạn niên như là năm 1959, mà hiện đại hơn rất là nhiều với càng nối dây vắt cạnh tinh tế. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Nó có hơi vuông, nó hơi có một điểm vuông và nó vát ôm xuống. Mặt số đồng hồ cũng được bài trí rất là hợp mắt và dễ quan sát hơn rất nhiều, bỏ những mặt số phụ có phần hơi là rườm rà. Đó, và chúng ta hãy lan man một chút sang với cùng tính năng lịch thường niên của năm 1946. Đây là hai mẫu đồng hồ đại diện cho hai phong cách đối lập của Patek, cổ điển và hiện đại, và thể hiện rõ nhất đó chính là mặt số. Mặt số của năm 1946 thì được làm theo đúng cái phong cách truyền thống của cơ chế lịch đầy đủ, với hai mặt số phụ cho hai tính năng thứ và tháng, đi kèm lịch tuần trăng và lịch ngày ở góc 6 giờ. Việc hiển thị thứ và tháng bằng kim thì khá là tiện cho người chế tác khi họ không phải tính cái vị trí cho vòng số bên dưới cửa sổ có kích thước lớn này và có thể bị chồng lên nhau. Tuy nhiên việc này lại khiến cái người dùng ấy có cái khi mà nhìn hơi rối một chút, đặc biệt là với mặt số phụ chỉ tháng. Khác với cách bố trí của năm 1946 thì với Patek 5396 cái cách hiển thị nó khá là rõ ràng hơn, với hai cửa sổ là thứ và tháng góc dưới 12 giờ như trên tay tôi đang chỉ đây. Lịch tuần trăng và lịch ngày thì vẫn ở góc 6 giờ, được thêm một cây kim 24 giờ rất thuận tiện để cho việc chỉnh giờ. Đó, như các bạn đang thấy, chỉ múi giờ 24. Đó. Ngược lại với mẫu năm 1946, bố cục của năm 3996 sẽ thuận mắt người dùng hơn. Tôi thì tôi thấy thích cái cách bố trí của năm 3996 hơn năm 1946. Tuy nhiên là với một số khách hàng của tôi thì họ nhìn thấy cái hiển thị mặt số của năm 1946, họ thấy là nó phức tạp, nó kiểu nó thiên về cơ khí nhiều hơn và họ thích điều đó. Đó là những cái sở thích cá nhân của mỗi người dùng. Chúng ta quay trở lại với 5396-015. Thiết kế này đặc biệt hơn những chiếc 5396 khác bởi phần mặt số được đính kim cương ở các cọc số chỉ giờ. Đó, như các bạn đang thấy. Đó, và đặc biệt là góc 12 giờ là hai viên kim cương. Việc Patek Philippe sử dụng kim cương thì cũng rất là tinh tế, với những viên kim cương baguette cỡ lớn làm cọc số. Kim cương baguette này thì không bắt sáng và lấp lánh như brilliant cut, nhưng lại có một giá trị cao hơn rất nhiều. Đó, viên kim cương gốc khi mà cắt ra cái dáng hạt dài này phải có kích thước rất là lớn, có một ít mặt cắt hơn và tất nhiên là cũng yêu cầu độ hoàn hảo cao hơn những cái viên dạng tròn. Theo truyền thống, mặt số đồng hồ thường là màu đen hoặc trắng. Tuy nhiên là theo thời gian nó không còn được ưa chuộng nhiều như trước nữa. Những cái màu đó thì rất là an toàn này, dễ phối đồ nhưng lại không có sự đặc biệt, ít điểm nhấn. Xu hướng mới trong những năm 2016, 2017, 2018 và đến năm 2019 này đó vẫn là xanh lam hay là nâu chocolate, thậm chí là màu đỏ của cherry. Đó, chúng ta có thể thấy điều này qua mức giá của các phiên bản một số đồng hồ này, tức là cùng tình trạng, cùng thương hiệu thì giá giao dịch ngoài thị trường với những phiên bản có mặt số xanh lam hay nâu chocolate thì thường nhỉnh hơn những cái phiên bản mặt trắng hoặc mặt đen bình thường một chút. Ngoài ra, những cái .. thể hiện dây ấy, những cái mốc dây ấy, thì được làm bằng vàng hồng, đều tăm tắp, rất là đều luôn các bạn ạ. Tí nữa anh cameraman có thể
zoom cận cảnh để chúng ta có thể đánh giá được độ hoàn thiện của Patek. Có thể nói là không hổ danh là Patek Philippe một chút nào đâu. Bộ kim Dolphin thì cũng được chế tác từ vàng hồng này, đánh bóng có thể soi được gương không một tì vết, quá là hoàn hảo. Cỗ máy sử dụng trong chiếc đồng hồ này là bộ máy 324 với rotor lớn, rotor trung tâm quen thuộc của Patek Philippe, khác với cả cỗ máy 240 là rotor khuy áo. Thì những cái nghệ nhân mà tinh chỉnh hay là chế tác bộ máy này đã tạo ra một cái bộ lịch thường niên, lịch tuần trăng và kim chỉ 24 giờ. Trên thực tế thì chúng ta sẽ nhìn cái cỗ máy này ở phía đằng sau sẽ giống y hệt với những chiếc đồng hồ lịch vạn niên cùng sử dụng máy 324. Nó chỉ khác nhau cái chức năng được đặt ở phía mặt trên mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy, trừ khi là chúng ta tháo tung cái bộ máy này ra, tháo cả mặt số ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái chức năng đó. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Nếu các bạn cũng yêu thích đồng hồ, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn.